Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Dân Bình Thuận cảnh báo lại biểu tình nếu công an truy bắt. 74 luật sư gửi kiến nghị không thông qua luật an ninh mạng. Trung Quốc cảnh báo công dân về các cuộc tụ tập bất hợp pháp tại Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và một người dân thị trấn Phan Rí Cửa xác nhận với VOA hồi 6 giờ chiều ngày 11 tháng 6 rằng tình hình tạm ổn, tạm lắng xuống sau cuộc biểu tình đông đảo với nhiều hình ảnh bạo lực diễn ra vào cuối tuần vừa qua. Một người dân đề nghị giấu tên đưa ra lời cảnh báo rằng một cuộc xuống đường lớn sẽ bùng nổ trở lại nếu công an truy tìm bắt bớ những người biểu tình. Báo chí Việt Nam và thông tin trên mạng xã hội cho hay hàng ngàn người ở Phan Rí Cửa đã tràn xuống quốc lộ 1 từ sáng ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật về đặc khu kinh tế, vốn bị xem là có thể mở đường để người Trung Quốc di dân thôn tính biển đảo của Việt Nam. Tin cho hay đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát, làm tê liệt tuyến quốc lộ huyết mạch cho đến đêm cùng ngày. Bên cạnh đó, nhiều người biểu tình đã xông vào trong trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đặt tại thành phố Phan Thiết và một số cơ sở khác của chính quyền. Hình ảnh và chú thích trên báo chí do nhà nước kiểm soát cho thấy một số xe cộ và căn phòng đã bị đốt bởi những người quá khích hay những đối tượng bị kích động. Trên mạng xã hội có nhiều đoạn video cho thấy xô xát giữa người biểu tình với cảnh sát cơ động trên quốc lộ, trong đó cảnh sát bắn lựu đạn khói về phía đoàn biểu tình, còn người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát. Tình hình bạo động đã kéo dài ít nhất đến nửa đêm ngày 10 tháng 6, theo lời một phó bí thư tỉnh Bình Thuận được báo chí trong nước dẫn lại. Trong khi đó, thông tin trên mạng xã hội nói biểu tình còn kéo dài sang cả ngày 11 tháng 6. Trong dịp cuối tuần vừa qua, ngoài Bình Thuận, nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ đã diễn ra ở một loạt các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Mỹ Tho. Dù nhiều người chia sẻ các bài viết và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đã có việc nhà chức trách bắt bớ người biểu tình hoặc xảy ra xô xát nhẹ tại các địa phương kể trên, nhưng nhìn chung, các cuộc biểu tình đó không đạt mức độ bạo động như ở Bình Thuận. Cuộc biểu tình kéo dài từ ngày 10 tháng 6 đến chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018 tại Phan Rí, Bình Thuận đã để lại một kết quả hết sức bất ngờ và bàng hoàng cho giới quan sát. Người biểu tình đã vượt qua mọi thử thách của đảng hơi cay, vòi rồng và sức mạnh cảnh sát cơ động để tiến thẳng vào các trụ sở công quyền, đốt một số xe cảnh sát và các xe chuyên dụng trong sân trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Kết quả là các cảnh sát cơ động thúc thủ trước sự phản pháo của người dân, chấp nhận đầu hàng, cởi bỏ toàn bộ áo giáp, áo chống đạn và vũ khí để đi ra ngoài dưới sự giám sát của người biểu tình. Cái lo sợ của người Trung Quốc đã qua đây đã đầu tư cứu người Việt Nam của mình, đã tắt các của Việt Nam của mình là 99 năm. Bây giờ 99 năm đó là để làm gì? Để nó đầu tư ra là để Trung Quốc đi qua xâm chiếm cứu đất nước Việt Nam của mình. Không còn đất mà để Việt Nam mình sinh sống, sinh sôi nữa. Làm gì làm? Người Việt Nam của mình phải đứng ra chủ quyền đất nước Việt Nam, bảo vệ nhân dân. Đất nước Việt Nam của chúng ta là toàn dân, của toàn dân chứ không phải riêng của ai. Làm gì vậy? Toàn dân chứ không phải riêng của ai. Cái nó bán nước. Hả? Thằng nào có quyền bán nước? Nước này là nước của Việt Nam, và Việt Nam là của toàn dân. Và nó muốn bán nước thì ít nhất là nó hỏi ý kiến của dân chứ. Tại sao nó bán nước? Hả? Thằng từ cái thằng quân nhân cán chính tất cả đều là con của dân cả. Nghe chưa? Thì không có vì một cái lý do nào mà nó có quyền nó bán nước hết. Bây giờ nếu trường hợp mà nó bán nước đi thì toàn dân Việt Nam này sống ở trên đầu của thằng nào cộng này có chịu nổi không? Không cách nào sống nổi với thằng này vì nó là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu mà. Có thể nói cuộc biểu tình ở Bình Thuận là một cuộc biểu tình có động cơ ban đầu là bất bạo động, đến khi có những va chạm giữa người biểu tình và lực lượng công lực, bạo động phát sinh và kết quả là nhân dân đã chính thức phong tỏa cơ quan công quyền cho đến thời điểm hiện nay. Có hàng chục chiếc xe công bị đốt cháy và nhiều máy móc, phương tiện làm việc văn phòng bị hư hỏng nặng, giới quan chức bỏ trốn. Nguyên nhân dẫn đến bạo động vẫn chưa được xác minh cụ thể, nhưng vấn đề chính ở đây vẫn là sự thiếu hàng đối thoại cần thiết giữa chính quyền và nhân dân. Bạo động nối tiếp bạo động sau những va chạm không đáng có giữa cơ quan công lực với nhân dân. Bây giờ làm gì làm? Nhà nước phải can thiệp về cái chỗ này.
là đứng ra bảo vệ đất thổ của Việt Nam, không để cho người Trung Quốc xâm chiếm đất thổ Việt Nam. Thật sự đáng tiếc vì cuộc biểu tình của nhân dân Bình Thuận đã không dừng ở cấp độ biểu lộ thái độ, chính kiến. Và càng đáng tiếc hơn khi giới chức Bình Thuận đã không điều tiết được vấn đề. Và hệ quả cho đến giờ phút này là hoàn toàn thất thủ trước làn sóng nhân dân, mọi thứ như một hoang địa. Nhân dân và chính quyền rơi vào tình trạng căng thẳng không đáng có. Đây cũng là một kinh nghiệm đối thoại, thay vì đối đầu hoặc trấn áp, đối với những cuộc biểu tình ôn hòa nhằm thể hiện nguyện vọng chính đáng và lòng yêu nước của nhân dân. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 6 tại Sài Gòn đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, được gọi tắt là luật đặc khu. Dự luật này được các đại biểu Quốc hội, giới trí thức đánh giá là một soạn thảo hoàn toàn có lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm được chia làm hai nhóm, đi về phía trụ sở chính quyền Sài Gòn và hướng tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Thì giống như cái biểu ngữ này, tôi đối với tôi Tổ quốc là trên hết. Tôi yêu Tổ quốc này. Tổ quốc là trên hết, theo lời giải thích của người cha xuống đường cùng cô con gái, đó là việc không chấp nhận Việt Nam sẽ trở về thời kỳ Bắc thuộc nếu như chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục với các nội dung trong dự luật đặc khu. Trong dòng người xuống đường với băng rôn và những tấm giấy kêu gọi xóa bỏ luật đặc khu sáng Chủ nhật này, theo ghi nhận của nhóm phóng viên, thì đoàn tuần hành biểu tình có thái độ ôn hòa, những khẩu hiệu không kích động bạo lực. Đi với tôi là chủ yếu là tội dạy cho bé được cái lòng yêu nước. Tôi cũng giải thích cho nó biết là hôm nay đi ở đây là mình thực hành thể hiện lòng yêu nước. Giờ đây người ta không còn thấy câu nói quen thuộc thường xuất hiện trong các cuộc xuống đường là hãy để đảng và nhà nước lo. Người cha đã cùng cô con gái của mình thể hiện lòng yêu nước bằng thực hành xuống đường biểu tình cùng mọi người, để kêu gọi chính quyền hãy lắng nghe nguyện vọng của người dân trong việc chung sức xây dựng một Tổ quốc Việt Nam của hơn 90 triệu dân, chứ không phải là một Việt Nam của hơn 4 triệu đảng viên Cộng sản. Có lẽ cũng vì lý do này, nên ghi nhận trong hơn 60 phút đầu tiên của cuộc biểu tình, nhà chức trách đã gìn giữ trật tự, không xảy ra cảnh trấn áp thô bạo công khai như các lần biểu tình của mấy năm trước. Sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2018, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Nghệ An cùng một số tỉnh thành và các giáo xứ Kitô Bắc miền Trung đã cùng nhau xuống đường biểu tình kêu gọi Quốc hội, nhà nước, chính phủ và đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngừng ngay dự luật cho thuê ba đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh, Bắc Vân Phong Khánh Hòa và Phú Quốc Kiên Giang và dự luật an ninh mạng. Có thể nói, đây là cuộc biểu tình có tính đồng bộ nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng là nơi hiếm khi diễn ra biểu tình. Nhưng lần này, có chừng 1.000 người tham gia biểu tình trên đường Bạch Đằng. Cuộc biểu tình khởi sự ngay trước trụ sở Hội đồng Nhân dân thành phố và tiến thẳng về Cầu Rồng, cùng với sự điều tiết và giữ trật tự của các lực lượng an ninh thành phố Đà Nẵng. Tìm cái cách là biểu lộ cái ý kiến của mình về hai cái nghị lực mà đứng ra đang đưa ra có thể phải chỗ nào đây. Một là cái nghị lực về ba cái đặc khu kinh tế. Thì cái đó chúng tôi thấy là về mặt kinh tế nó không được cái gì cả. Và an ninh quốc phòng rất nguy hiểm. Thứ hai nữa là cái nghị lực về Internet. Thì là cái dự luật đó thì coi như là nó chặn hết tất cả các cái đường ra và cái phương tiện hiện đại để dạy trên thành đấy và đẩy cái đất nước của mình để cái sinh hoạt xã hội của mình trở lại một thời kỳ có thể là một cái gì. Khác với không khí người biểu tình bị khủng bố tinh thần ngay từ lúc bước ra khỏi nhà, như trường hợp bà Dương Thị Tân ở Sài Gòn, hai người biểu tình bị bắt bớ, đánh đập ở Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và Đồng Nai. Mặc dù lực lượng an ninh được bố trí dày đặc khắp thành phố ngay từ lúc 5 giờ sáng và cuộc biểu tình diễn ra lúc 10 giờ, nhưng người biểu tình ở Đà Nẵng không đụng phải sự ngăn cản của an ninh. Rất tiếc, vẫn còn một số người lạ mặt trà trộn vào đoàn biểu tình để giật điện thoại, gây sự, đánh đập người biểu tình. Có thể nói lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng có một cuộc biểu tình đông đúc khác thường và đầy kịch tính như sáng nay. Chỉ nghe trên mạng thôi là bà con nói với nhau rằng là sáng hôm nay là sẽ đường biểu tình, địa điểm thì sẽ thông báo sau. Thế là mình cứ theo thói quen là mình đi đến những cái nơi mà có thể đông người, ví dụ như đài tưởng niệm nè,
ủy ban nhân dân nè. Thực tế ra ngày hôm nay cái tour của mình á là đi tới 10 giờ sáng nay là bắt đầu sân bay từ Sài Gòn về tới Đà Nẵng. Nhưng mà mình đã đổi lịch trình và mình đi trước tối hôm qua. Dù tối hôm qua đến đây tới 9 giờ đêm nhưng mà mình vẫn cố gắng để mà sắp xếp mọi việc để sáng nay đúng 8 giờ có mặt tại đường Bạch Đằng. Chỉ là cũng muốn tham gia với mọi người và cũng chia sẻ với lại cái cảm xúc của mọi người về cái việc cho thuê đất 99 năm. Cuộc biểu tình của đoàn thành phố Đà Nẵng kết thúc ở chân cầu Rồng sau nhiều sự cố kẻ lạ xông vào quấy phá người biểu tình. Thông điệp của đoàn biểu tình Đà Nẵng cũng như đoàn biểu tình Nha Trang, Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai cùng một số nơi khác đưa ra lần này là bằng mọi giá bỏ qua luật đặc khu bởi đó là thứ văn kiện bán nước. Nhìn chung, không khí biểu tình lan tỏa và sục sôi tinh thần yêu nước. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cảnh báo công dân hãy thận trọng sau khi bùng phát làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối dự luật đặc khu tại Việt Nam vào cuối tuần qua. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc miêu tả các cuộc biểu tình là tụ tập bất hợp pháp với nội dung chống Trung Quốc. Tờ Daily China trích dẫn thông báo của Đại sứ quán cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đang theo dõi sát những diễn tiến liên quan và nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Việt Nam phải chú ý đến vấn đề an ninh trong khi đi du lịch. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp các tỉnh thành Việt Nam hôm 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất tới 99 năm vì lo sợ mất chủ quyền một khi nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào. Trước làn sóng biểu tình được xem là lớn nhất từ trước tới nay, Quốc hội Việt Nam đã phải hoãn thông qua luật này. Phát biểu trước phiên họp sáng ngày 11 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi người dân bình tĩnh. Bà cho rằng người dân có thể đã hiểu lầm bản chất của dự luật và không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Thống kê cho biết đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 15 tỷ đô la và thương mại song phương đã phá vỡ mốc 100 tỷ đô la lần đầu tiên vào năm 2017, theo Tân Hoa Xã. Một nhóm 74 luật sư trong nước vừa ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu các đồng nghiệp là đại biểu Quốc hội không thông qua luật an ninh mạng vì cho rằng dự luật này có khuynh hướng dễ bị lợi dụng để xâm phạm nhiều quyền con người, cản trở tiến bộ xã hội và kìm hãm phát triển kinh tế. Đây là phản ứng mới nhất tiếp theo hàng loạt phản đối về dự luật dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 12 tháng 6. Cùng với dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, dự luật an ninh mạng là một trong hai nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10 tháng 6. Trước đó, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các chuyên gia và nhà hoạt động tại Việt Nam bày tỏ lo ngại rằng luật an ninh mạng có thể bóp nghẹt tự do Internet và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng là nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, cho rằng phải gọi đúng tên của dự luật sắp được Quốc hội thông qua là dự luật giám sát tự do ngôn luận trên mạng. Theo ông, các nhà lập pháp Việt Nam đã hiểu sai về khái niệm an ninh mạng. Trong phiên họp ngày 11 tháng 6, một số đại biểu đề nghị Quốc hội hãy thận trọng xem xét trước khi thông qua luật an ninh mạng, trong bối cảnh Việt Nam đã có luật an ninh quốc gia và luật an toàn thông tin mạng được xem là hai cái khóa rất chắc chắn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trong môi trường Internet. VN Express dẫn lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy. Theo bà Thúy, việc luật an ninh mạng buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng ngay tại Việt Nam là trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Không giống như luật đặc khu đã được Quốc hội hoãn lại, luật an ninh mạng được dự đoán sẽ được thông qua toàn văn tại nghị trường vào ngày 12 tháng 6, bất chấp các kiến nghị và phản đối. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, trước đây tại Việt Nam đã từng có dự luật được thông qua, nhưng vẫn phải thay đổi khi vấp phải sức phản kháng mạnh mẽ từ người dân. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Một loạt hệ thống tên lửa của Trung Quốc tái xuất hiện trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vài ngày sau khi ảnh vệ tinh cho thấy dường như chúng đã bị rút ra khỏi nơi này. CNN trích dẫn một phân tích tình báo mới công bố hôm 11 tháng 6 cho thấy các hệ thống vũ khí của Trung Quốc lại xuất hiện trên đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Các hệ thống này trước đó được phát hiện đã biến mất vào đầu tháng 6 qua hình ảnh vệ tinh của tổ chức ImageSat International (ISI). Trong bản phân tích ban đầu về việc rút các hệ thống vũ khí này, ISI nhận định
có thể Trung Quốc đã cho rời các hệ thống tên lửa đất đối không của họ sang một hòn đảo khác hoặc di chuyển chúng trong khuôn khổ một cuộc tập trận. Khi các hình ảnh ban đầu được công bố, các chuyên gia tỏ ra vô cùng nghi ngờ về việc các hệ thống tên lửa của Trung Quốc được di rời đi nơi khác vĩnh viễn. Họ tin rằng có thể các hệ thống này được tạm rút đi để được bảo trì. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trước đó vào ngày 20 tháng 5 cho thấy có hai bệ phóng mới được lắp đặt ở phía bắc đảo có tranh chấp, cạnh một hệ thống radar và được che phủ dưới một tấm lưới ngụy trang. Một số quan chức Mỹ, trong đó có trợ lý ngoại trưởng Mary Rice, vừa đến Đài Loan dự lễ khánh thành tòa nhà văn phòng mới của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, AIT. Bà Mary Rice, phụ trách các vấn đề giáo dục và văn hóa, ngày 12 tháng 3 sẽ mở Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, có chức năng thực tế như một tòa đại sứ của Mỹ tại Đài Loan, theo nhận định trên tờ Southern China Morning Post của Hồng Kông. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngoài Đài Loan, bà Rice còn công du sang Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 6 để thúc đẩy và tăng cường các nỗ lực ngoại giao văn hóa và giáo dục. Các đặc sứ từ Hoa Kỳ và Triều Tiên họp bàn để san bằng những khác biệt phút chót trước thượng đỉnh lịch sử ngày 12 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore. Nhà ngoại giao kỳ cựu Sung Kim dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong cuộc họp nhóm công tác hôm 11 tháng 6 tại khách sạn Ritz-Carlton. Đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Cho Song-hui dẫn đầu. Cuộc họp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên về yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đặt chân tới Singapore hôm 10 tháng 6, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào cuộc gặp với ông Kim Jong-un. Ông Trump nói với báo giới khi bước xuống từ chuyên cơ Air Force One rằng ông cảm thấy lạc quan về thượng đỉnh ngày 12 tháng 6. Phái đoàn Mỹ và Triều Tiên tới một khách sạn ở Singapore trước thượng đỉnh quốc tế lớn nhất trong nhiều chục năm nay. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay các cuộc đàm phán đang xúc tiến nhanh hơn dự trù và khẳng định các yêu cầu của phía Mỹ không hề thay đổi. Việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên toàn diện không đảo ngược, kiểm chứng được là kết quả duy nhất mà Hoa Kỳ sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, ông Pompeo không cho biết Mỹ và Triều Tiên có tiến gần hơn tới việc nhất trí các chi tiết về phi hạt nhân hóa thế nào. Chỉ hai người có thể đưa ra quyết định về việc này và hai người đó sẽ ngồi vào phòng họp vào ngày mai. Từ khi tới Singapore, Tổng thống Donald Trump không phát biểu gì nhiều về thượng đỉnh với ông Kim. Sau cuộc họp với Thủ tướng Singapore ngày 11 tháng 6, ông Trump nói theo ông thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp mỹ mãn. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cũng kín tiếng trước thượng đỉnh. Các phát biểu công khai của ông chỉ là những lời cười nói xã giao với giới hữu trách Singapore. Thượng đỉnh diễn ra tại khách sạn Capella trên đảo nghỉ mát Sentosa, Singapore. Tôi nghĩ hai bên sẽ đề ra các bước tạm thời tiến tới một mục tiêu, nhưng tới lúc này thật khó biết. Cả hai nhà lãnh đạo đều nổi tiếng là khó đoán. Các giới chức Mỹ hạ giảm kỳ vọng về khả năng có một thỏa thuận lớn lao được loan báo sau thượng đỉnh Trump-Kim. Các cuộc thảo luận hôm nay sẽ đề ra khung sườn cho công tác khó khăn tiếp theo sau. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông rất lạc quan về một kết quả thành công. Singapore tự quảng bá là quốc gia thông minh hàng đầu trên thế giới và dễ dàng nhận thấy nguyên nhân. Đây là một nước siêu kết nối. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy người Singapore bỏ ra gần 13 giờ một ngày trên các máy móc kỹ thuật số. Tất cả các công nghệ này giúp cho chính phủ ở đây theo dõi được mọi chuyện. Một cách để làm việc này là bằng các máy camera an ninh. Thực vậy, bất kể bạn ở nơi nào trên đất nước Singapore, bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa để thấy rằng một người nào đó đang quan sát mình. Có máy camera ở khắp mọi nơi, và đây là những máy lớn. Và dĩ nhiên không nhất thiết là bất bình thường. Tại Singapore, chính phủ có thể theo dõi kể cả những cú điện thoại, điện thư và những cuộc thảo luận riêng tư khác mà không cần chat tòa. Điều đó biến Singapore thành nơi hoàn hảo để tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế nhạy cảm. Singapore có thể đảm bảo là sẽ không có cuộc biểu tình nào chống ông Donald Trump, sẽ không có cuộc biểu tình nào chống ông Kim Jong-un, sẽ không có mối đe dọa an ninh nào vì mọi chuyện sẽ được theo dõi liên tục. Singapore là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Theo khảo sát của Gallup, trong 5 năm liên tiếp, người Singapore cho biết họ cảm thấy an toàn hơn bất cứ cư dân nước nào. Ổn định giúp mang lại phồn thịnh,
biến Singapore trở thành một thủ đô tài chính toàn cầu. Chắc chắn việc theo dõi không chỉ nhằm chống tội phạm mà họ duy trì lâu nay, mà còn vì lý do chính trị nữa. Họ muốn theo dõi hành tung của phe đối lập, của các nhà hoạt động. Các nhà hoạt động như ông Jolovan Guam, một trong những tiếng nói chỉ trích chính phủ Singapore được nhiều người biết đến, cho rằng nếu bạn là một nhà hoạt động hay một chính trị gia, bạn phải tự biết là mọi chuyện bạn nói, mọi chuyện bạn làm và ngay cả những cuộc trao đổi trên thư điện tử với bạn bè, họ đều tiếp cận được. Vì theo dõi là một phần của đời sống tại Singapore, đặc biệt nếu bạn là một người chỉ trích đảng cầm quyền. Năm ngoái, ông Guam bị truy tố vì tổ chức những cuộc biểu tình không được phép. Chúng tôi nói chuyện tại công viên Hong Lim. Đây là nơi duy nhất tại Singapore mà bạn được phép biểu tình khi có giấy phép. Đây, tại công viên Hong Lim, máy thu hình ở khắp mọi nơi nhằm đe dọa, tạo ra văn hóa sợ hãi và kiểm duyệt. Chính phủ Singapore không trả lời yêu cầu bình luận của VOA. Trên tổng thể, rất ít có bất đồng chống lại đảng cầm quyền, vốn chi phối nền chính trị Singapore nhiều thập niên qua. Đây là một trong những quốc gia dễ chịu nhất thế giới, phồn thịnh và dồi dào an ninh. Nhiều người tại Seoul hy vọng cuộc họp thượng đỉnh hạt nhân Hoa Kỳ-Triều Tiên sẽ cải thiện viễn ảnh một nền hòa bình lâu dài trong vùng, ngay cả khi không đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa dứt điểm. Điều chúng tôi muốn là hòa bình. Tôi mong muốn hội nghị thượng đỉnh thành công tốt đẹp để hòa bình trở lại trên bán đảo Triều Tiên. Trước cuộc họp tại Singapore giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, có những cuộc biểu tình tại Seoul yêu cầu hai nhà lãnh đạo chấm dứt bế tắc hạt nhân bằng với một hòa ước. Các tổ chức bảo thủ cũng tổ chức những cuộc tuần hành yêu cầu Hoa Kỳ không thỏa hiệp với chính phủ áp bức của ông Kim vốn hay thất hứa trong quá khứ. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò công luận cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm thuyết phục lãnh tụ Triều Tiên nhất trí với các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa. Dân chúng Hàn Quốc tăng thiện cảm với ông Kim sau cuộc họp thượng đỉnh liên triều vào tháng 4 vừa qua, nơi hình ảnh của ông Kim được nhiều người xem là không mang tính đe dọa và sẵn sàng thỏa hiệp. Đối với lãnh tụ Kim Jong-un, tôi thường có những cảm tưởng tiêu cực về ông ta, nhưng sau khi xem ông trên truyền hình tại cuộc họp thượng đỉnh vừa qua, cảm tưởng của tôi về ông ta đã cải thiện nhiều. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Hàn Quốc cũng cải thiện trước cuộc họp thượng đỉnh Singapore. Nhiều người tại Seoul vẫn còn lo ngại là Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ không giải quyết được những khác biệt vì Washington muốn Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa trước khi được gỡ bỏ bất cứ chế tài nào, và Bình Nhưỡng muốn những nhượng bộ gắn liền với mỗi giai đoạn của tiến trình. Sau khi tạm thời rút khỏi cuộc họp thượng đỉnh trước đây, ông Trump khẳng định sẵn sàng rời khỏi cuộc họp nếu ông Kim không cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân. Tôi lo ngại là Hoa Kỳ có thể lại hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, hầu hết mọi người tại Seoul hy vọng là cuộc họp thượng đỉnh ở Singapore sẽ mang lại một kết quả tích cực, làm giảm bớt nguy cơ xung đột quân sự và đẩy tiến trình hòa bình đi tới. Ký giả trên toàn thế giới tề tựu về trung tâm truyền thông quốc tế ở Singapore khi trung tâm này chính thức mở cửa ngày 10 tháng 6 trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Dự kiến hơn 2.500 nhà báo sẽ có mặt tường thuật về sự kiện này từ tòa nhà F1 Pitt với những màn ảnh truyền hình trực tiếp các cuộc họp thượng đỉnh. Thật hiếm khi thấy nhiều nhà báo như vậy tại Singapore. Đây là một đảo nhỏ mà nhiều người không quan tâm đến, không thu hút đông đảo quần chúng. Tôi nghĩ có đến 5.000 nhà báo nộp đơn xin tham gia tường trình, nhưng chỉ 2.500 người có chỗ tại trung tâm truyền thông. Do đó, có được một chỗ tại trung tâm này thật đắt tiền. Đây là một trong những sự kiện địa chính trị quan trọng nhất tại vùng này trong 15 năm qua. Do đó, không có gì ngạc nhiên đối với tôi về con số đông đảo nhà báo tham dự. Ông Trump và ông Kim gặp nhau vào ngày 12 tháng 6 trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử. Chủ đề thảo luận xoay quanh chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và viện trợ kinh tế của Washington. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình Học tiếng Anh của đài VOA. A lot of expressions in English have to do with parts of the body. Mouth off.
Does this involve taking one's mouth off? Jonathan, did you hear that kid mouthing off in the grocery store to his mom? Yeah, he was being so disrespectful. I would never talk to one of my parents like that. I know someone who won't be watching cartoons before bed tonight. To mouth off means to speak in a rude or angry way to someone in authority, such as a parent or a boss. Children who mouth off to their parents may end up being punished. The term can also mean to complain about something without thinking about whether your words may offend someone around you. Mouthing off is usually not a good idea. And that's English in a Minute. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Lucia, would you mind turning off your music? We're recording now. Oh, sorry. I totally forgot it was on. So, what are we discussing today? Why don't we cover the modal would to make requests? Would is a good word for making polite requests in English. And would you mind is a really nice way of asking someone to do something for you. Exactly. The structure is as follows. Would you mind plus verb plus ing ending. So how does that look? Well, remember when I asked you to turn off your music? I used the would you mind format. I said, would you mind turning off your music? Oh, I get it. The structure makes sense. You used would you mind followed by a gerund phrase. Would you mind turning off your music? That's right. Here are some more examples. Would you mind taking out the trash? Would you mind closing the door? Would you mind driving me to the airport? Now, Kaveh, since we're almost done with our lesson, would you mind signing off for us? No, not at all. And that's Everyday Grammar. VOATiếngViệt.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế, chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.